135. Thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, thư thứ ba, Phó Đại sĩ Ngữ Lục. Tác phẩm gồm 4 quyển do Ngài Lâu Dĩnh Triều Đường biên tập, kể về hành trạng của Phó Hấp 497-569. Bộ sách này còn có tên là Thiện Huệ Đại sĩ Ngữ Lục hoặc Thiện Huệ Đại sĩ Lục, được xếp vào tập 120 của Vạn Tự Tục Tạng Kinh, nội dung gồm những pháp ngữ, hành trạng và thi ca do Phó Hấp sáng tác, cũng như những lời vấn đáp về đạo giữa người tham học và Phó Hấp. Nguyên tác phẩm này gồm 8 quyển, đến đời năm Thiệu Hưng 13, 1143 đời Tống, Lâu Chiểu Sang Định, lược bỏ những chỗ rườm rà, sai sót, thâu gọn thành 4 quyển. Phó Hấp 497-569 là một vị tôn túc trong Thiền Tông đời Lương Nam Triều, người huyện Đông Dương, nay thuộc Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, tự là Huyền Phong, hiệu là Thiện Huệ, còn được gọi là Thiện Huệ Đại Sĩ, Ngư Hành Đại Sĩ, Phó Đại Sĩ, Đông Dương Đại Sĩ, vân vân, cùng với Ngài Bảo Chí được đời xưng tụng là hai vị đại sĩ đời Lương, Lương Đại Nhị Đại Sĩ. Ngài thường cùng người bắt cá, mỗi khi bắt cá bèn bỏ vào giỏ tre, nhúng xuống chỗ nước sâu bảo: muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Người khi ấy cho Ngài là kẻ ngu, năm 16 tuổi lấy bà Lưu Diệu Quang, sanh được 2 con là Phổ Kiến, Phổ Thành. Năm 24 tuổi đang bắt cá bên sông, chợt gặp Hồ Tăng Tung Đầu Đà, tức Tổ Đạt Ma, bèn vứt bỏ đồ bắt cá vào dựng am ở Tùng Sơn thuộc huyện Ô Thương, tự xưng là Sông Lâm Thụ Hạ Đương Lai, giải thoát Thiện Huệ Đại Sĩ, tự cho biết mình từ trời đâu xuất xuống giảng kinh thuyết pháp, ban ngày làm luận, ban đêm kinh hành, khổ hạnh 7 năm, tự bảo là đắc thủ Lăng Nghiêm Định, người theo về học đông dần. Năm Đại Thông thứ 6, 534, đời Lương Võ Đế, ông sai đệ tử dâng lên vua 3 thiên sách. Tháng 12 nhuận năm ấy, vua truyền nhập cung, giảng kinh tại Trùng Vân Điện. Vua đích thân đến nghe, mọi người thấy vua đến đều đứng lên, riêng Ngài ngồi im bất động. Quần thần bắt bẻ, Ngài đáp: pháp địa nếu động, hết thảy bất an. Tháng 4 năm Đại Đồng Nguyên Niên 535 lại trở về Tung Sơn. Năm Đại Đồng thứ 5 lại vào Thọ Quang Điện giảng chân đế cho vua nghe, dâng bài kệ. Năm Đại Đồng thứ 6 Ngài dựng điện Phật tại Tùng Sơn, xây tháp gạch 9 tầng, chép kinh luật hơn 1000 quyển. Năm Đại Đồng thứ 7 tự xưng là một trong 1000 vị Phật ở hiền kiếp. Năm Thái Thanh thứ 2 549 muốn thiêu thân cúng dường Tam Bảo, đệ tử van nài có đến 19 người xin thiêu thân thế thầy. Ngài bèn thôi. Đồ chúng tại gia của Phó Hấp rất đông, Ngài thường hay xuất lãnh đồ chúng thiêu ngón tay, đốt cánh tay cúng dường Phật, tổ chức pháp hội tụng pháp hoa 21 lần, nhiều lần tổ chức vô giá hội. Ngoài ra, Ngài còn có chỗ phát huy độc đáo về giáo thuyết nhất tâm tam quán của Tông Thiên Thai, đề xướng thuyết tam quán nhất tâm tứ vận. Tháng 4 năm Thái Kiến Nguyên Niên 569 đời Trần, dặn dò đệ tử xong, Ngài ngồi kiết già tịch diệt. Đệ tử làm lễ trà tỳ trên đảnh núi Sông Lâm, đặt hiệu cho thầy là Di Lặc Hạ Sanh. Những trước tác của Ngài gồm có Vương Tâm Minh, Ngữ Lục 4 quyển, Hoàng Nguyên Thi, vân vân. Sai ngoa không biết bao nhiêu mà kể, lại thêm những bài kệ tụng trong ấy, đa phần đề xướng Thiền Tông, sợ ông không đủ học thức, nếu không nghi đại sĩ nói sai cũng sẽ dựa theo ý kiến của chính mình, hiểu lầm ý Ngài thì tội lỗi vô lượng. Hãy nên đưa cho bậc thông gia coi,
còn ông ngàn vạn lần chớ nên xem. Nếu muốn coi thì đợi đến năm sau, Hương Từ Pháp Sư khắc ván in lần thứ hai xong mới lại thỉnh về coi. Thoạt đầu, Hương Từ Pháp Sư được bản này bèn giám định, khắc bản năm ngoái gửi cho quan một bộ. Quan lắng lòng giảo chánh, khuyên thầy ấy khắc bản khác. Thầy ấy định năm sau mới in, bản này đáng nên đọc kỹ nhiều lắm. Sách Hộ Pháp Lục. Hộ Pháp Lục gồm 10 quyển do ngài Tống Liêm soạn vào đời Minh, tiền Ích Khiêm giảo đính. Tống Liêm đã từng đọc hết Đại Tạng Kinh 3 lần, là một bậc thâm nho đa văn. Tác phẩm này bao gồm những bài nói về hộ trì Tam Bảo, trích từ cuốn Kim Hoa Văn Tập của chính ông, kèm thêm những bài minh, bài bia, bài ký, bài tựa, cáo, tán, tụng, kệ, thuyết, đề bạc do ông ta soạn. Rất hay, nhưng không chuyên chú tịnh độ. Những chỗ sách ấy bàn về thiền cho nên hiểu sai, nhưng đọc đến lời hay hạnh đẹp của bậc cao tăng sẽ trưởng dưỡng thiện căn. Đối với vãng sanh luận chú. Tác phẩm gồm 2 quyển do ngài Đàm Loan thời Bắc Ngụy soạn, nhằm chú giải bộ vãng sanh luận của ngài Thế Thân soạn. Bộ luận này nguyên mang tên là Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sanh Kệ. Nên chiếu theo những gì quan đã chỉ bày, có chiếu theo được hay chưa? Cuốn sách này cả văn lẫn lý đều thật tuyệt, hãy nên đọc kỹ. Cái tâm vọng tưởng của ông ngập trời trùm đất, không biết lắng lòng niệm Phật, có thể nói là hướng ngoại rong ruổi tìm cầu, chẳng biết phản chiếu hồi quang. Học Phật như thế rất khó được lợi ích thật sự. Mạnh Tử nói: đạo học vấn chẳng có gì khác, cầu sao buông được cái tâm mà thôi. Ông học Phật mà chẳng biết lắng lòng niệm Phật đối với nho giáo, còn chưa thật sự tuân thủ, huống gì đối với Phật giáo là pháp thật sự lắng lòng ư? Quán Thế Âm Bồ Tát xoay trở lại nghe nơi tự tánh. Đại Thế Chí Bồ Tát nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối Kinh Kim Cang, không trụ vào đâu để sanh tâm, chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để hành bố thí, cho đến vạn hạnh, tâm kinh soi thấy năm uẩn đều không, đều nhằm dạy cho con người diệu pháp từ cảnh biết được tâm vậy. Nếu cứ một mực muốn xem rộng khắp hết thảy thì sẽ không có lợi ích gì, hễ nghiệp chướng chưa tiêu sẽ chưa đạt lợi ích ấy mà trước hết còn bị mắc bệnh.